Thầy Lê Nghiêm Kính, thời chúng tôi còn đi học thì thầy đã dạy chúng tôi
và thầy đã ra được cuốn sách gọi là Nước Mỹ Lạnh Lùng. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị chắc ai cũng có theo dõi trên báo chí. Chúng tôi xin quý vị đón tiếp Nước Mỹ Lạnh Lùng như là những cái kỷ niệm đẹp của trường Nguyễn Hoàng mà thầy Kính muốn xin để giới thiệu.